xem tử vi về tuần mới, về tốt những con giáp được trời Phật yêu ái nên có những vận trình thanh thang, công danh như ý, kiếm tiền tỷ nhẹ như mơ. Và những con giáp này là những con giáp rất dễ trúng độc đắc. Trong hai ngày tới đây, tức là ngày mùng 9 và ngày mùng 10 tháng 11 năm 2022 về dương lịch, với những con giáp này cứ thong thả ngồi chơi xơi nước cũng kiếm được nhiều tiền và rất dễ trở thành đại gia trong nháy mắt. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong hai ngày, ngày mùng 9 và ngày mùng 10 tháng 11, đó là con giáp người Tuổi Dậu. Trời sinh những người Tuổi Dậu là con giáp siêng năng chăm chỉ, họ luôn luôn nỗ lực và cố gắng hết mình trong mọi hoàn cảnh để tìm những cơ hội đời đời. Với người Tuổi Dậu thì thường không được sinh ra trong gia đình giàu có, sung túc, nên họ luôn luôn biết trân trọng giá trị của cuộc sống. Với người Tuổi Dậu là những người luôn luôn khao khát có cuộc sống thượng lưu, nên họ luôn phấn đấu không ngừng để có thể xây dựng mọi thứ hoàn hảo và vững chắc. Và theo tử vi học có nói thì trong hai ngày tới đây, tức là ngày mùng 9 và ngày mùng 10 tháng 11 năm 2022 về dương lịch, thì những người Tuổi Dậu sẽ gặp được rất nhiều may mắn. Với những ngày trước sướng khổ thế nào không biết, nhưng khi bước vào hai ngày này thì cuộc sống sẽ được nâng lên một tầng cao mới. Đặc biệt là người Tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Nếu như Dậu tập trung vào việc kinh doanh đầu tư thì sẽ tỏa sáng đến bất ngờ, không chỉ là thăng hoa trên con đường sự nghiệp mà còn viên mãn cả về tinh thần. Cuộc sống dồi dào về tài lộc nên con giáp này sẽ xây dựng một gia đình khiến cho ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong hai ngày, mùng 9 và ngày mùng 10 tháng 11 năm 2022 về dương lịch, đó là con giáp người Tuổi Dần. Đối với người Tuổi Dần là người nổi bật bởi lòng dũng cảm, tính cạnh tranh cao. Họ là con giáp giàu nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm và thường đưa ra những quyết định rất táo bạo. Người Tuổi Dần là người luôn có sao tốt chiếu mệnh, tài lộc dồi dào vào những ngày cuối năm 2022 này. Và khi bước vào hai ngày mùng 9 và ngày mùng 10 tháng 11 thì thời cơ sẽ đến với Dần, giúp cho họ có thể thay đổi được tài vận và cuộc sống. Có thể con giáp này cũng phải nhận thêm những việc về nghề tay trái, bởi hai ngày này là hai ngày cát tinh đem đến cho bạn những vận may cực kỳ dồi dào. Và đặc biệt là hai ngày mùng 9 và ngày mùng 10 là một trong những thời cơ hiếm có khó tìm đến đối với người Tuổi Dần. Chính vì vậy mà Dần hãy cố gắng thì thời cơ này sẽ giúp cho Dần thay đổi được vận mệnh. Có thể con giáp này sẽ nhận thêm những công việc về nghề tay trái cũng được. Đây là những cơ hội đầu tư sinh lời cao. Dù là trong tình duyên hay sự nghiệp thì họ cũng luôn luôn gặp được rất nhiều may mắn. Với con giáp Tuổi Dần này là con giáp vượng vận quý nhân và có rất nhiều người yêu mến và săn đón bạn. Ngoài ra thì với những người cầm tinh con nổ, ở trong những thời gian tới đây có thể cũng rất dễ bị hung tinh chiếu mệnh đó. Chính vì vậy bạn hãy cần phải lưu tâm giữ sức khỏe làm sao cho tốt. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong hai ngày, đó là ngày mùng 9 và ngày mùng 10 tháng 11 năm 2022 về dương lịch, là con giáp người Tuổi Hợi. Theo tử vi của 12 con giáp chỉ ra thì người Tuổi Hợi là người có tài năng rất cầu tiến và cũng là người có tầm nhìn xa trông rộng. Con giáp này thường là con giáp giữ được mọi bình tĩnh, luôn suy xét mọi chuyện một cách kỹ càng nên ít khi mắc những sai lầm. Với người Tuổi Hợi là người dễ dàng giành được sự ưu ái của mọi người. Con giáp người Tuổi Hợi thuộc con giáp rất ham học hỏi, chăm chút ngoại hình, luôn trau dồi kỹ năng. Vì vậy họ đã dần dà vượt qua mọi khó khăn và trở ngại trong cuộc sống và đạt được những mục tiêu mà Hợi đã đề ra. Và đúng hai ngày tới đây, tức là ngày mùng 9 và ngày mùng 10 tháng 11 năm 2022, thì
thì con giáp tuổi Hợi này sẽ gặp rất nhiều may mắn, bởi vì họ luôn có quý nhân mang quà đến tận nhà và nhận nhiều cơ hội phát triển với những khả năng của bản thân họ. Với người tuổi Hợi là người kiếm tiền bằng rất nhiều cách, trong cuộc sống của họ ngày càng sung túc và đủ đầy hơn. Và trong những thời gian này, Hợi do được quý nhân giúp đỡ nên có rất nhiều cơ hội gặp được những đối tác tốt và những người bạn hiền và những người làm ăn uy tín, nên mọi công việc cực kỳ khởi sắc là điều hiển nhiên. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay về tốt những con giáp luôn được quý nhân chỉ đường dẫn lối và có một vận trình lên hương dữ dội trong 15 ngày tới đây. Theo tử vi ngày mới cho biết thì trong 15 ngày tới đây thì có 3 con giáp rất may mắn vì họ luôn luôn được quý nhân chỉ đường dẫn lối. Dù họ làm kinh doanh hay họ làm ngành nghề gì đều có một sự phát triển cực kỳ tốt. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong 15 ngày tới, đó là con giáp người tuổi Sửu. Theo tử vi của 12 con giáp cho biết thì trong 15 ngày tới đây, người tuổi Sửu sẽ có rất nhiều tin vui trong công việc, bởi vì có chính quan chỉ đường dẫn lối nên bạn ngày càng giành được nhiều thành công hơn trên con đường sự nghiệp, cũng luôn được cấp trên cùng đồng nghiệp tín nhiệm. Với một vận trình tài lộc của Sửu cực kỳ hanh thông và rộng mở trong 15 ngày tới, con đường làm ăn thì phát đạt, lợi nhuận thì sâu dày. Đây là một trong những cơ hội để bản mệnh lấp đầy ví tiền của chính mình và tích lũy một khối tài sản, hoặc có thể mua thêm món đồ xa xỉ yêu thích mà không phải đắn đo suy nghĩ gì. Còn chuyện tình cảm của Sửu trong thời gian này có dấu hiệu viên mãn. Với người có đôi có cặp thì với bản thân và nửa kia, với những giây phút luôn luôn lãng mạn bên nhau, tình yêu sẽ ngập tràn hương sắc. Còn người độc thân thì chắc chắn sẽ sớm tìm được một nửa kia ưng ý của đời mình. Nếu như biết cởi mở, biết chân tình hơn, biết mở lòng thì chắc chắn nửa kia ưng ý sẽ đến với bạn. Còn giờ tốt dành cho bạn trong ngày đó là 12 giờ và 16 giờ. Còn con số may mắn dành cho bạn trong ngày đó là con số 18 và con số 64. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong 15 ngày tới, đó là con giáp người tuổi Tỵ. Theo tử vi ngày mới cho biết thì trong 15 ngày tới đây thì những may mắn sẽ gọi tên đến người tuổi Tỵ, bởi vì Tỵ gặp được rất nhiều may mắn trong cuộc sống, và nổi bật nhất đó là phương diện về tình duyên là chính. Bởi vì trong những ngày này là có sao Thái Âm chủ về đào hoa, nó xuất hiện và mang đến cho bản mệnh rất nhiều cơ hội cải thiện những tình trạng đối với người độc thân. Và con giáp này là con giáp biết mình cần gì, muốn gì, nên chắc chắn dễ dàng tìm thấy những người trong mộng, chỉ cần bạn chịu mở lòng hay không mà thôi. Còn với những người đã có đôi có cặp thì với chuyện tình cảm cũng giúp cho bạn thêm tràn đầy năng lượng. Người ấy đã mang đến cho bạn sự yên bình khi họ luôn luôn thấu hiểu bạn. Chính vì vậy mà cả hai chắc chắn sẽ có một hạnh phúc khi mà họ được ở bên nhau. Với một vận trình tài lộc trong suốt thời gian này là khá dồi dào. Còn người làm kinh doanh lẫn người làm công ăn lương đều phát tài phát lộc bởi những điều may mắn đang đứng về phía bạn. Nếu con giáp này có ý định đầu tư hay có ý định mở rộng quy mô kinh doanh thì nên bắt tay vào đúng thời điểm này, bởi vì đây là thời điểm cát khí đang dành cho bạn thì tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Với một vận trình công danh sự nghiệp đôi khi nó cũng xuất hiện với vấn đề, nhưng bạn luôn phải chứng tỏ được mình là một trong những người đa tài, có khả năng xử lý nhiều nội dung. Trong công việc khác cũng vậy, nên bản mệnh ngày càng biết cách bộc lộ bản lĩnh khi mình cần. Nhờ thế mà đã đạt được rất nhiều sự tin tưởng từ cấp trên lẫn đồng nghiệp. Và con số may mắn dành cho bạn trong 15 ngày tới đó là con số 29 và con số 25. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong 15 ngày tới đây, đó là con giáp người tuổi Tuất.
Trời sinh những người tuổi Tuất là con giáp hiền lành, chịu thương chịu khó, không ngại gian nan vất vả để tìm kiếm những cơ hội tốt để tuất đời đời. Và trong số những con giáp thì người tuổi Tuất tuy là không có một xuất thân khá giả nhưng lại có một khả năng tự tạo dựng sự giàu có và phú quý riêng cho chính mình. Với trong tính cách của người tuổi Tuất thì với những người có tính cách mạnh mẽ, sống tích cực, nhờ vậy mà xung quanh luôn có nhiều quý nhân phù trợ. Trong cuộc sống có vất vả thế nào thì họ cũng vượt qua một cách ngoạn mục. Và khi bước vào một giai đoạn nhất định như 15 ngày tới đây thì Tuất sẽ được quý nhân thần tài chiếu cố nồng hậu. Nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng là một trong những con giáp có của ăn và có của để. Và theo tử vi cho biết thì trong 15 ngày tới đây, với những người tuổi Tuất sẽ được thần tài quý nhân chiếu cố đồng họ, bất kể là Tuất làm gì cũng may mắn và hanh thông, mọi thứ thì vạn sự tốt lành, với con đường giàu sang chỉ nằm trong tầm tay của bạn mà thôi. Và bắt đầu từ giờ thì mọi khó khăn đều được giải quyết, công việc cũng dần dần cải thiện hanh thông hơn. Và từ giai đoạn này đến cuối năm thì con đường sự nghiệp của con giáp này sẽ sớm thăng hoa, kéo theo tài vận dồi dào. Từ đây thì cuộc sống của Tuất thoải mái đến vài năm sau. Đó là điều hiển nhiên. Còn giờ tốt trong 15 ngày tới cho bạn đó là 9 giờ và 14 giờ. Con số may mắn là con số 9 và con số 35. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất. Đừng tiếc like và comment khi xem video này.